Thằng nha, thằng đi cây không nha. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay anh em tôi lại tiếp tục đi rừng đi tìm rắn rồi. Đấy. Mình đi hôm nay trời nắng mà. Nắng lắm mà trời, trong xanh. Chỗ lần trước băng hay thành rắn. Đi đi vào chỗ đấy. Mình hôm còn mấy con này thì nói chung là thấy chỉ cần cầm cái gậy này thôi là nó đã chạy. Nó đã chạy đi trước. Nó biết trước. Hôm nay gồm có con manh này, con chó mông đấy. Con mèo này, cộc bạch. Vàng đi không? Đây, vàng nữa. Cùng ba anh em bọn tôi. Hôm nào cũng đi. Mấy con chó này chỉ cần nghe thấy tiếng là nó khắc tự đi thôi mà. Thấy mình cầm cái gậy là nó biết là mình đi đâu rồi đấy. Ghê gớm lắm. Chưa có anh Thủy cũng hay đi mà anh em. Loạn lắm, cho anh vàng đi ấy. Loạn hết rồi. Đàn chó vàng. Ăn mép ổi từ đầu đến giờ. Xem đây nhá. Bạch về đây. Ui, quay ra. Ui. Thằng nha, thằng đi cây không nha. Nó thấy em, nó lại bỏ lên ngược rồi. Cậu to lắm. Này chạy bên kia. Ở đây đúng không? Ê. Ui, ui, ui. Không ai không được gậy, em cắm rồi. Con mèo quá tinh luôn. Mẹ. Em thấy đó mà. Mày giỏi lắm. Tối về cho anh. Tối về tao mất kẹo không? Tối về mất kẹo cho mày. Được. Không phải nó đuổi quay lên vắt, nó chỉ lao xuống thôi. Thôi. Thôi mèo ơi, thôi. Ui, to thế. Mẹ. Còn nhoáng. Lấy cái túi ra. Vâng. Con này cũng bình thường thôi. Con này chắc là khoảng tầm 5 lạng. 5 6 lạng. Mới đột ra sao ấy. Được đấy, mày giỏi lắm. Bây giờ là mày mày với với chị Nu nữa à, mày là con này nó bẻ bè ra, nó kiểu bẻ bè ra anh nhỉ. Đấy. Em giật cả mình nhưng thấy nó ở đây này. Có người hôm nọ là cũng có bác là bảo tôi đấy, lần sau cái con mèo này ấy. Đấy, tôi lại đặt tên là mèo. Thì cái con mèo này nó là con của con Nu đâu. Trước con Nu nó đẻ được tất cả là ba con đen kiểu này hết. Thì cái con này ấy, tôi bán cho cái này, em con cô. Tôi bán cho nó từ lúc còn bé thôi, từ lúc có 2 cân thôi. Đấy, thế đến lúc nó lớn nó lại về với tôi. Thế lúc đấy tôi bán cho nó có 100.000 thôi. Về sau nó lên đây tôi cân giá chỗ thì lên, tôi lại mua của nó lại 700.000. Vì thằng em thì nó lại ở nhà nó lại
không hay đi rừng. Đấy, mà tôi ở đây suốt ngày thì tôi đi rừng cơ. Nó lên thấy thế là thôi. Tôi chăn cho nó ăn là nó không về nữa. Đấy, con này cỏ quay hết đấy. Yeah. Quá đỉnh. Ờ, thấy con bọn kia qua hết rồi nha. Con mèo ngửi. Nó đuổi lên trên kia làm lao xuống đây. Em này đang đứng đây anh thì thấy nó xuống mà. Anh lúc đấy anh chẳng cầm rồi. Không cầm được. Nó vừa mới ngoảnh phát lao vào luôn. Không có gậy làm sao dám cầm. Em có gậy em cũng cầm ngay. À, dạ, được đấy mèo ạ. Thôi. Mày giỏi đấy. Giờ cháu thui đi tiếp, mới đi khoảng tầm 10-15 phút thôi. Ngay gần nhà luôn. Ngóc đầu kia kìa. Ôi, nó ngóc đầu này được không ấy? Không sao đâu. Không cắn được mà. Hay là cho kéo kéo kia lên cho nó rột xuống. Ngay gần nhà các bác, quang cảnh chỗ này các bác nhìn thấy quen không? Đúng không? Hôm trước bọn tôi cũng đi trên này cũng được một con ở trên kia nhỉ? Tiếp trên kia. Đấy, ở ngay cái chỗ tức là con mèo với con nu đấy. Ừ, trước đấy. Cái trước ở cạnh cái chỗ trước con nu bị con rắn cắn này này. Bị con rắn cắn mà về không ai phát hiện. Vừa vào đây thôi. Vừa vào đây khoảng tầm 10 phút không thôi. 15 phút thôi. Hôm nay là may đấy. May là hôm nay trời nó nắng đẹp ấy. Đúng rồi. Kiểu nó vừa mưa xong nó lại nắng oi. Cái gì mưa được mấy ngày rồi. Anh thấy nó đánh hơi thấp kiểu này, anh bảo là rắn 100% luôn. Còn nếu mà nó đánh con cầy con kiếc nó đi hơi nó rất cao luôn. Em của đấy có gậy em cũng bắt từ đầu rồi. Cái đàn thấy run. Run cái gì? Thật đấy. Giờ mà tôi đi tút lên trên kia. Đi nên là xung quanh khu này bọn tôi cũng hay đi mà, nhưng mà nó tùy về thời tiết, từng hôm được không được ấy. Cái này đi nó chỉ là cái may mắn thôi, không phải là đi ấy đâu. Đúng rồi. Không được không. Đây. Cho mọi người xem cái đây là cái bể nước nhà anh Quỳnh đúng không? Đây là cái bể nước dẫn từ kia khe về nha. Đây là một cái bể chứa đây. Nó dẫn về dưới nhà. Dưới nhà anh Quỳnh dưới kia kìa. Dùng nước ở trên núi thôi chứ không phải là nước ở giếng đâu. Ở trên núi nó chảy về ấy, trên nguồn chảy về ấy. Mình lấy nước trên nguồn về ấy. Mệt quá mọi người ạ. Anh em tìm cái chỗ này để nghỉ, ngồi nghỉ một tí. Mỗi người một góc nghỉ tí đã. Cho ngồi nghỉ tí cho chó nó khác đi sục. Cho chó nó đi sục quanh xung quanh này. Bọn tôi đỡ mệt tí đi sao, bọn mình đỡ mệt đi sao. Làm hớp nước, à quên hớp nước. Ô, xung quanh toàn rừng. Nhà cũng là rừng. Nhà của mấy anh em mình đa số ở rừng hết. Trong rừng. Ở ngay rừng. Gọi là ở cạnh bìa rừng luôn. Bìa rừng già. Mắt ra là thấy rừng rồi. Đúng rồi. Vì cái công việc của mình ở gần rừng thì có gì. Từ trước đến giờ rồi. Nông thôn thôi. Đây gọi là cái cuộc sống thường ngày rồi. Không tránh được. Còn mấy nữa có điều kiện thì lên xuống phố chơi xem ngắm gái phố nó khác gái nông thôn như thế nào rồi. Ngơ ngơ như bò đội nón. Ở đây anh cho em xin hôm nữa. Ở đây mấy anh em đây toàn ế hết mà. Chưa ai có gia đình, chưa ai là gia đình riêng, mấy cũng chưa ai có yêu cả. Suốt ngày chui ở rừng. Suốt ngày chui trong rừng này kiểu như kiểu ế. Cũng mong có lần mình giàu lên đi xuống phố nhờ, ở nhưng mà nghĩ lại nhớ rừng nhớ nước lại về thôi nhỉ. Này anh ơi. Không đây. Đưa anh Quỳnh. Cuộc sống ở rừng nó vui. Ôi trời nhìn đây chỉ vướng. Mẹ vừa nắng quát nhìn mày. Ừ em nhìn vướng cái nắng rồi đây. Thời tiết này nó ẩm ương này. Nó mới ra đây. Nó nóng em, mình ngồi còn thấy nóng. Chiều nay em đang ngủ nghe thấy tiếng rắn bắt ngoé nhưng lười dậy quá. Chắc rắn dây. Rắn đấy độc lắm. Dây hoặc là rắn ráo. Như anh nhìn rắn đấy độc lắm. Rắn dây độc.
cắn phát là đứt đấy. Mạnh ơi, Mạnh xuống xuống. Không biết. Mạnh. Cái con Mạnh kia, cái con Mạnh này đen trên kia kìa, các bác nhìn thấy chưa? Cái con đấy mua của đội người Mông về, kiểu nó đi theo đội người Mông từ nhỏ à. Với lại họ toàn nói tiếng dân tộc của họ, giờ anh em tôi lấy về nói tiếng của bọn tôi nó không hiểu. Chỉ là đi theo nó cử chỉ thôi. Đi theo đàn. Bây giờ muốn gọi nó về còn phải gọi bằng tiếng Mông ấy, có khi nó mới về. Mèo này xem về đây. Còn như con mèo này sát thủ rừng xanh này thì không nói rồi, đây này. Ê về đây. Chào mọi người cái đi. Nào vẫy đuôi. Giỏi lắm nha mày, giỏi lắm, vừa mới được một con giỏi, tối về một kẹo cho. Vút. Nó rất dễ gần thôi, nhưng mà kiểu chó săn là nó phải giữ một cái gì nó lạnh lùng của nó, đặc biệt của nó. Trong người lúc nào mình có tí nó lạnh lùng kiểu sát thủ ấy. Đây này, nghe ơi, cho bác xem nha. Nó sẽ cảm về. Ơi, đây. Không về đây ta, nhé. Phải đi suối cơ, bố qua lau suối lặn lấy lên ngay. Nhắn xuống suối nó cũng xuống suối lặn lên. Thôi anh em lại tiếp tục di chuyển thôi. Các bác nhớ đón xem anh em nhé. Giả sử mà đi mà gặp hổ thì như thế nào anh nhỉ? Hổ á, bắt sống. Em một phát em chạy về. Anh mày sẽ làm võ tòng thứ hai. Thôi, cái võ tòng của anh thì em hiểu rồi. Đạ hổ, anh đi. Đánh chết được con. Đi Bạch đi trước đi. Nổi như đồ tiếng. Bây giờ nói chung là cũng chiều tối rồi mà trời sắp mưa rồi. Đấy, thôi bây giờ anh em tôi cũng về thôi. Này bắt được mỗi con này thôi. Một con này bé thôi. Coi như là được thành quả rồi. Coi như là cũng có sản phẩm. Các bác nhớ đăng ký kênh Nhịp Sống Đông Bắc để ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Nhớ nhấn chuông để nhận video mới nhất. Chào các bác nhá. Xin chào các bác. Anh em về đây. Nhìn trời trong xanh quá nhỉ. Giờ này nó âm u ấy, quen. Lúc nãy nó vừa nắng xong, nhưng bây giờ nó lại chuẩn bị đổ mưa nhanh lắm. Mưa to quá. Mưa to bây giờ phải chặt cái lá giấy đây này, lá cái ô này. Cái này á, anh em đi rừng lúc nào cũng có ô sẵn sàng đây này. Con đàn chó mưa nó đã chạy về trước. Đàn chó nó về trước rồi, mưa to quá đi mất.